theo lên hàng chị hướng dẫn các bạn với các động tác yoga massage trong khi ngồi. Những động tác này là tập trung vào các cái vận động là mặt bình, kéo giãn, giúp toàn bộ phần cột sống và hông eo và đặc biệt là phần vai được mở rộng và thư giãn, là chúng ta đang mềm cột sống và thư giãn toàn thân. Vì cơ lực này chúng ta sẽ không làm quá mạnh, quá đột ngột để chấn thương người ta. Chúng ta sẽ làm vừa phải để nhà. Điều quan trọng là từ massage thì là thẳng lưng.